Chào các bạn, ngay sau đây thì chúng mình cùng nhau đi đến ga Tokyo. Đây là quang cảnh của một nhà ga và trước khi để vào được nhà ga thì chúng ta phải mua vé. Vậy thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là tìm nơi bán vé. Vâng, các bạn có thể thấy nơi bán vé của một nhà ga thì bao giờ cũng là một khung cảnh như thế này. Ở bên dưới là máy bán vé và ở bên trên là bản đồ. Toeki, tức là cái ga mình đang đứng nhá. Hôm nay chúng mình sẽ đi đến ga Tokyo. Vậy ga Tokyo ở đâu? Chúng ta phải tìm đúng không? Ở bên này là tuyến khác nên là không có ga Tokyo. Trước tiên chúng ta phải đổi ở ga Shinjuku này. Chúng ta phải đổi đến Shinjuku và đi đến Shinjuku thì chúng ta cần phải mua vé là 160 yên. Shinjuku. Khách mua vé nhé. Đây là máy bán vé. Nếu mà nó ở trong tình trạng như thế này thì chúng ta bấm vào nút scan. Nó vé bình thường nhé. Thì nó sẽ hiện lên bảng giá tiền ở đây đúng không? Bây giờ mình đi đến ga Shinjuku đúng không? Shinjuku thì chúng ta mua 160 yên đúng không? Chúng ta bấm vào đây và nhét tiền vào. Nhét tiền vào bên dưới này nhá. Mình vừa nhét tiền đây rồi. Và khi đó thì vé sẽ ra ở phần này và tiền thừa sẽ ra ở phần này. Ok. Và để vào được nhà ga thì chúng ta cần phải đi qua cửa phát vé. Khi mua vé xong thì chúng ta sẽ nhét vé vào đây. Tất nhiên là vé sẽ lòi ra ở đây và chúng ta sẽ có được. Ok. Và khi mà vé đã qua cửa xuất vé thì sẽ hiện lên một cái lỗ như thế này, như gọi là bấm lỗ. Ok. Như mình đã dạy lúc trước thì chúng ta lên sân ga thì có rất là nhiều đường băng. Ở ga mình chỉ có hai đường băng thôi, đó là đường băng số 1 ở bên này, các bạn thấy số 1 không, và đường băng số 2 ở bên này. Đường băng số 2 thì sẽ là hướng đi lên Shinjuku nhé. Còn đường băng số 1 sẽ là hướng đi về Hachioji. Ok. Hay là Takahata Fudo. Và đi lên Shinjuku thì chúng ta cần phải lên tàu. Ví dụ ở sân ga này nha thì nó có 4 đường băng cơ đúng không? Đây là đường băng số 3 này. Đây là đường băng số 4 này. Cái này là số 1 và cái kia là số 2 này. Ok. Bây giờ chúng ta phải tìm cửa ra nhé. Cửa ra chúng ta cứ đi theo dòng người là sẽ ra được. Đây là đang ở dưới tầng hầm đúng không? Chúng ta phải đi lên trên. Và chúng ta hãy tìm chữ exit hay là Deguchi. Deguchi đi. Đây, Deguchi. Chúng ta cứ theo bảng hướng dẫn này là sẽ ra được đến cửa đúng không? Trong tuyến KO thì nó liên lạc với tuyến JR được.
trong GA Dự thì còn có rất là nhiều tuyến khác. Nhưng mà trước khi để vào được GA Dự thì chúng ta cần phải ra khỏi tuyến KOC đã. Nếu mà các bạn có thẻ nhá, gọi là Suica thì chúng ta có thể đi vào trực tiếp được. Tuy nhiên chúng ta vừa nãy mình mua vé nên là mình sẽ không vào trực tiếp đây mà chúng ta phải ra ngoài cửa đã. Okay. Đây là chiếc vé vừa nãy mình mua đúng không? Ok. Và bây giờ để ra được cửa thì chúng ta sẽ lại nhét vé vào. Và lần này nó sẽ nuốt luôn vé vào nhá. Và nó sẽ không ra nữa. Chúng ta nhét đây là chúng ta ra được. Ok, là cửa nó sẽ không đóng vào. Chúng ta sẽ ra được. Và các bạn sẽ phải mua vé tiếp nhé. Vé của GA Dự thì nó nằm ở bên này. Chúng ta ra khỏi KO thì lại có chỗ bán vé của KO và khu bán vé của GA Dự riêng biệt đúng không? Chúng ta phải mua đúng với cái tuyến mà chúng ta đi. Nó GA Dự thì nó có chữ kia. Hầu hết là nó có biển màu xanh. Ok, quần vé vẫn như thế này. Nhưng mà mình không muốn vé nữa tại vì mình có thẻ. Mình sẽ vào bằng thẻ cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy nhét vé. Nhét vé vào như thế hoặc là ấn bằng thẻ. Ok, hoặc là ok, kêu lên và chúng ta sẽ có thể vào được trong. Ok. Và bây giờ chúng ta chuyển sang tuyến GA Dự. Sẽ có hướng đi tuyến sang kia GA Dự bên này. Trong tuyến GA Dự thì có rất là nhiều đường băng. Từ đường băng số 16 này. Từ đường băng số 16 về hết phía dưới cuối đường kia là đường băng số 1, số 2. Đây là số 15 và 16 nhé. Và các bạn đi tuyến nào thì các bạn phải lên trên tuyến đó, có cầu thang ở đây. Đây là 15 và 16. Và hôm nay chúng ta đi lên Tokyo thì chúng ta nên đi đường băng số 8. Có rất là nhiều đường đi lên Tokyo nhưng mà đường băng số 8 thì sẽ là rẻ nhất theo như mình đã tra cứu. Khi mà đứng ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy rõ rất là nhiều đường băng đúng không? Rất là nhiều đường băng. Ok. Ở bên kia đường băng số 1, số 2, số 3, số 4 cũng ở đường góc bên kia. Và các bạn có nhìn thấy ở trên kia, ở khu vực trên này không? Khu vực trên này cũng là lối ra nhé. Có hai lối ra. Ở phía dưới chúng ta đang đứng này là một lối ra. Lối ra cửa trung tâm và lối ra cửa phía tây. Tuy nhiên ở phía trên thì chúng ta sẽ ra được cửa phía nam của tuyến GA Dự. Các bạn nhớ nhé, khi mà đi lên tầng thì sẽ là cửa phía nam. Tokyo cũng rất là lớn nhé. Mình đi cũng không bị lạc nên là nên các bạn chú ý nhé. Tìm đường ra Deguchi rất là nhiều cửa. Và ở đây có cái hướng dẫn như này. Ok. Rất là nhiều cửa. Mình còn chưa biết hôm nay mình ra cửa nào nữa. Marunouchi, Kitazuchi cả. Mình sẽ xuống đường này. Ok. Cùng mình cũng đã đến được ga Tokyo rồi các bạn ạ. À. Chúng mình sẽ cùng nhau ra nhé. Ok. Thấy đi ra. Đây là quang cảnh phía bên ngoài nhà ga Tokyo. Các bạn có thể trông thấy rất là nhiều taxi đúng không? Và các tòa nhà rất là cổ kính. Đây là nhà ga nhé. Và bên cạnh những tòa nhà cổ kính đó là những tòa nhà cao chọc trời, rất là sang trọng và phong cách hiện đại.
Vâng, buổi giới thiệu của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Bởi vì bây giờ mình phải đi có việc một chút nên là không thể nói chuyện cùng với các bạn được nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip sau.